Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với 1170 của mình nha anh em. Thì hôm nay sẽ khá là nhiều đồ để anh em mình chơi với nhau đó chứ hả? Thì S1170 bữa nay là mình nói chung là khá là nhiều sự. Đây là cái kiện mới gọi là bắn tàu nhưng mà mũi tên mình không có nhiều. Đó, bữa nay mình sẽ kiếm thêm một cái gọi là món tứ thần nữa nha. Với 58 mũi tên này thì chúng ta có thể 59 như lọc. 59 mũi tên này thì chúng ta có thể làm mà nã được một món đỏ nào không nha. Đam chính thì mình đã đủ rồi, còn cái con đam phụ cũng phải nổ luôn. Nó nói chung là nó phải nổ cho tới khi là full đồ đó thì mình mới dừng được. Anh em ơi, bắn liên tục không được mà không nghĩ. Rồi, tôi sẽ đọc luôn. Ê, thằng tước hoa. Em ơi đừng buồn, em ơi đừng sầu. Tại dạo này tôi nói thiệt với mấy ông là nhân phẩm của tôi là nó ngút ngàn rồi, thiệt. Chẳng qua là bữa giờ là mấy server cũ hơi đen thôi, chứ qua server mới này là tôi chọn đúng đúng cái server đó anh em ơi. Thấy cái gì không? Nổ nữa bây giờ đây nè, còn 32 mũi vẫn có thể nổ nha. Sắc và tỷ lệ nè, nổ của nó sẽ rất là cao nha anh em ơi. Thì hiện tại mình vẫn chưa thấy cái gì tiếp tục xảy ra, nhưng mà đã được một chiếc giày thì khá là ok rồi. Đúng không? Ok thì hiện tại là mình đã được một món nữa nè, nhưng mà mình chưa biết đổi cái món gì nè. Mình đã được thằng tước hoa rồi, phải đổi thêm một cái thằng vũ giáp nữa đúng không anh em? Để mình ra mình kiểm tra lại nha, từ từ nha. Thì qua whip trợ nhân phẩm của tôi đó, phải không? Hôm nay là tôi nhân phẩm của tôi, nhân phẩm của tôi bình nha anh em. Hôm nay là ngày của tôi, ok. Hôm nay là ngày của tôi, chưa hết đâu, mới có nhiều đó thôi. Bình thường, bây giờ mình sẽ vô mình coi coi con men này cần xài đồ tiếp nè. Bây giờ con men này cần xài giày nè, mặc luôn set cho nó ngầu anh em. Giày còn gì? Hết rồi hả? Rồi ở ngoài kia mình còn mà lo gì, giờ lấy luôn cho con men này cho nó trâu chút xíu chứ. Ê, lộn vô lỗ rồi. Bây giờ qua đây mình đổi thêm cái áo nữa đi. Qua đây đổi thêm cái áo mày xì đi. Ý mày sao? Đó, thêm một cái áo nữa. Và chưa hết, chưa dừng lại ở đó, chưa dừng lại ở đó đâu. Mình còn phải ra mình lấy thêm một cái món nữa. Mảnh tứ thần thì con ngạc này hơi ít mảnh ha. Đây 25 mảnh. Vẫn chưa đủ, hồi nãy mình bắn ra cái mảnh tứ thần hơi ít. Rồi mình sẽ thiếu đi một cái nón nên là mình xài con mình ba món ha. Cái lộn, thằng binh mình vũ khí mình có chưa ta? Vũ khí chưa có mà lấy vũ khí đừng nữa đập cho con men chứ hả? Khoan khoan, áo gì ta? Quên nữa rồi. Chắc chắn là cái này là đã full sắc đỏ rồi, cái này thiếu sắc đỏ. Thiếu vũ khí anh em phải lấy vũ khí nữa. Cái áo vũ khí kia nữa được rồi. Men xài ba món đỏ là quá ok con dê rồi. Vũ khí tăng 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 nó mảnh tứ thằng này thì kiếm vũ khí sao. Ok bây giờ mình sẽ chỉnh sửa lại đôi chốt trong mấy món pháo quân quỷ này là thu hồi luôn chứ không nói nhiều nữa, dư lắm. Đồ pháo quân này là thu hồi, bắt đầu mình trùng sinh mất công tốn vàng nữa nè. Dướng dướng bận bận khỏi cho mày dướng luôn, bây giờ thu hồi lộn tướng trang bị đây rồi. Mày hay bưởi, mày hay bưởi. Chơi sang là phải thu hồi thẳng cái trang bị. Ừ gì nữa lên kim bắt đầu lại mắc. À lên kim thì có vũ khí để thay thế đây nè. Sợ gì? Lên từng món nhưng mình đâu có đủ được nhiều anh em. Trừ món pháo quân với lại trong gương mình còn mà lo. Bạn luôn lấy thiết để dành chứ càng nhiều càng tốt. Sau này không thể nào đủ được đâu. Bây giờ mình sẽ vô mình đập nha. Lên nè, lực chiến lại tiếp tục lên rồi. Lực chiến lại lên rồi. Đó, bây giờ qua tinh luyện nào. Tinh luyện bốn này sao sao nè. À, chết thiếu à, chết mẹ tôi không cộng quên rồi. Ngày 4 6 8 từ ngày 14 16 vẫn dư nha. Tập đây là cái mốc 97.000 vàng thì phải. Tám mười tám tám mười
Rồi hết mày, hết rồi 19 nè, 9 rưỡi rồi. Hơn 19 rưỡi chút xíu. Mấy kia là chắc full rồi. Ta thích chu lăng đánh đàn. Mẹ cái này 19 không lên được 20, trời quên nữa chứ. Ta quên đập cho lên 20 nữa mà cả đi không sao đâu. Nó phụ phụ để cho nó trâu trâu xíu đừng cho nó chống chịu đồ bậy bạ cho vui mà. Kèn thằng giỏ, đây là lần đầu tiên mình quay lên mà gọi là kèn thằng giỏ nha. Nếu mà nó nổ mà gọi là siêu phẩm, siêu phẩm nhân phẩm. Bang. Ôi cũng có mạnh túi càng khôn đó, nói chung là cũng có mạnh túi càng khôn với người ta đó chứ không phải giỡn hoài. Rồi, vô tới lẩu nào. Lẩu thì chúng ta đã góp được bao nhiêu rồi? Em thấy là ghi hiện tại là mình đã chuẩn bị sẵn hết trơn rồi, đây là 20.000 điểm đúng không? Nói 20.000 điểm này thì chúng ta sẽ đổi những cái gì? Chắc chắn những cái này mình không có đổi nha, bây giờ mình không có dư điểm. Để ngày mai nếu mà dư nhiêu thì mình đổi nhiêu. Bây giờ thì hiện tại là mình vẫn cần cái cẩm nang hơn, mua cái cẩm nang kim cái ngang. Để quyết chiến cho vui thôi chứ thật ra cũng để trong đó thôi chứ mình cũng chưa có lấy được. Nang kim chọn nè. Ở trong cẩm nang kim chọn giờ nó đã cập nhật lại những cẩm nang mới nè, như loại kim thu nè, khá là ngon. Nhưng mà cái này trong cái vương này có cho nên nó dễ. Nhưng mà nó nằm bên sự kiện tích lũy tiêu, cẩm nang nằm tích lũy tiêu thì anh em khó lấy một chút xíu. Ok, mình sẽ lượm cái cẩm nang kim này coi. Những cái bằng nguyên bảo ở những ngày đầu tiên rồi. Ăn ngon chưa? Anh em thấy whip chưa? Hợp lý chưa? Còn quá nhiều hoạt động, ngày tối nữa làm cái nữa là xong nha anh em. Lắm, bữa nay nói chung là phê, phê. Bắn tàu là lần nào tôi bắn cũng được món thì sao? Phải đoán đắng, bắn là bắn dữ, dữ lắm anh em ơi. Mấy ông này nói gì đây? Hết rồi hả? Quá whip, phải whip chứ. Lâu lâu có nhân phẩm chút mà. Nhưng là 83 này bây giờ chỉ còn đập đá thôi, bây giờ mình vô mình nã mấy viên đá cho vui. Thì bây giờ trước khi đập đá mình sẽ cho đẹp server ở bên server này đá như thế nào nha. Thì server này không biết có mấy ông nhân phẩm đá lắm. Tôi thấy là còn như có thị quyết chi hồn rồi. Có chi hồn thị quyết rồi đó. Nhưng mà không phải là tập trung một ạt đâu. Nó chỉ chia rẽ ra chứ bây giờ có thị quyết chi hồn luôn mấy ông đó là thánh. Thanh Long Hồn Như Ý, ông này cố gắng nha, giữ đi. Ông giữ cái viên này cho tôi. Từ đây tới cuối game không coi có con món nào nữa không? Ê, ông này đã có rồi đi. Đồng tâm rồi, rồi đồng tâm, ông có sẵn đồng tâm luôn rồi. Mở hay trời. Combo đồng tâm với lại Thanh Long Hồn Như Ý luôn, hay ghê đó. Rồi, thì cái ông Na Tỷ Tỷ này thì sao? Cam Ninh. Cam Ninh thì dịu thương rồi nè. Có đủ mấy chiêu chi tâm rồi nè anh em. Ôi, căng à nha, chú ơi nha. Chiêu cay mì, chiêu cay đây. Mà đi Cam Ninh mà. Thế là chị tâm không ngon mà chắc chắn sau này ổng build võ thánh mà dễ gì ổng chịu khó mà nuôi cam ninh được, cho nên là chị tâm khá là ok đối với ông đó rồi đó, chung là nhân phẩm rồi đó. Trước mắt là mình đã thấy viên chị tâm ha, viên chị quyết với chi hồn thì mình vẫn chưa thấy đâu. Này thì chưa có đá luôn, chưa đập đá thì phải. Rồi tiếp tục kiếm cái sao cái vợ này nhân phẩm về đá cũng khá là nhiều nha. Đây là chi hồn nè anh em thấy không? Rồi chi hồn mà mình vẫn chưa thấy thị quyết mà thôi. Để mình lo phần mình cái đã, mình lo người ta hoài. Lo bản thân rồi, tập trung bản thân chút xíu ơi. Tập trung cho bản thân thì chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ ở trong này. Nhưng mà không biết chọn cái nào. Đây đầu tiên mình đã có con viên thanh long rồi nè. Bây giờ mình sẽ mở đá gì đây nè. Nó mới là quan trọng đây nè. Trước tiên thì mình sẽ mở cái này ra trước đi. Rồi gương này thì mình chiếc thêm 2-3 viên nữa đi. 3 viên nha. Rồi mình chơi 4 cái này với 4 cái viên trúc long. 4 này 4 kia đi nữa, 4 nạc 4 mở. Thì lúc trước mình hay mở là một viên á, cho nên là nhiều khi thì anh em nói là sẽ không ra. Bây giờ mình sẽ chơi phát 1-4 viên luôn nha. Không có chơi 1 nữa, chơi lần 4 viên luôn cho nó ngầu. Nè, coi chuẩn bị nè. Nhất lần 4 viên nhưng mà 4 viên gì trước đây chứ nha. Trúc long đi ha, mình thích chi hồn hơn anh em. Ok, xem mở lần 4 viên coi. Đá thô hàng dạng hay là cái gì đây? Anh em chờ đợi. Anh em hồi hộp lại chờ đợi nha. Chuẩn bị nha. 3, 2, 1, let's go. Rồi xong, không có chữ gì hết. Đậu xanh chính xác, diệt công. Rồi, tôi thấy cái chút lông này không ổn rồi đó anh em. Bây giờ mình sẽ mở 4 cái viên thanh long này nữa, một phát một nha. Nếu mà lần này mà mở x4, x3, x4, x5 đồ nó không ra thì lần sau mình sẽ mở lần 1, 2. Mình thấy một viên tỷ lệ ra nó vẫn ghê hơn.
Tỷ lệ ra ở cái 4 viên này không ngon, chẳng qua là mình test cho anh em xem thôi, để nhiều anh em nói ừ mở một lần bọt đi chứ mở nhiều lần không ra. Bây giờ mình sẽ chứng minh cho anh em thấy đây, 3 2 1 chuẩn bị đá thô hàng dạng, tăng 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 rồi xong luôn, không có một viên đỏ luôn chứ đá thô hàng dạng cái quần què, không có một viên đỏ luôn. Tăng trị liệu cái con khỉ, tăng trị liệu kỹ luôn đi. Ôi trời là trời, đá 8 viên đá của tôi đã dành từ đầu sẽ vỡ tới giờ. Mấy ông nghĩ tôi vui không? Tôi có vui không? Tôi đã dành từ đầu server tới giờ đó mấy ông. Cái mở đá nhìn cần đá nhìn đúng chán luôn. Bán nữa, bán chơi thêm vài viên nữa đẹp. Lẹo nè, mày lẹo nè, lẹo, lẹo bạo để đó. Liệu là đi chỗ khác chơi, tạo tạo đi ra chỗ khác chơi luôn, tím đi luôn đi, tím là nhìn thấy ghét rồi. Liệu nè, viên này viên công, viên sát, viên diệt, công chính xác gì, 3 viên này mới có 3.200, ừ vậy là bán một liệu nè, ghét không thèm xài liệu nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta bán viên này á, nếu chúng ta bán viên này bán đại luôn đi chứ, bán viên này viên bạc 3.200 này. Ok thì bây giờ mình sẽ qua bên cái phần tạ đá nè, mình sẽ mua thêm một viên thanh long nữa, mình tự nhân phẩm X1 này coi nó như thế nào nha. Đi ngoại cái coi, ngoại ơi ngoại ơi ngoại ơi độ con ngoại ơi độ con chứ bây giờ con chịu hết nổi rồi ngoại ơi không có đá là con chết. Đây nè, bắt đầu nè, chuẩn bị ngang. Mở luôn đi chứ khỏi chờ đợi gì. Ôi là trời á. Đất ơi á. Mùi bắp thiệt chứ. Làm thu quốc mày bây giờ đó. Đừng có nhiều, tao đang bực nghe không. Rồi đó. Không xài được bao nhiêu nữa đó. Ok, mình hiện tại mình chỉ mở là đá thanh long với lại đá kia thôi nè. Viên nữa nè. À, mình sẽ lấy cái viên sát thương bạo kích thôi. Thôi lấy công tăng đi. Bây giờ sát thương bạo này thì cho mấy con chị Kiều này xài nè. Đây là chính xác luôn. Bạo kích chị Kim này, chị Kiều chị xài đi. Danh tướng chị Minh thì xài chính xác. Mấy chính xác này thì phải đâm chính không xài được. Ừ, mà chắc là cần cho những hỗ trợ nó xài để đừng bị né thôi chứ không gì. Mấy hỗ trợ thích hợp xài chính xác nhất có thể. Hey, hôm nay nhân phẩm mình cũng hơi đen, nói chung là tôi biết trước tôi mở đá trước khi bắn clip bắn tàu đó anh em, bắn tàu thì nó nổ nhưng mà đá thì nó không nổ, chán thế nhờ. Danh hiệu nữa nè, cái danh hiệu cùi bắp này giờ sao, ẩu đá còn ngon hơn món đỏ đó nè. Rồi quýt lộn nè, bây giờ vô có đá rồi nè, chơi không, test thử rồi. Làm nhẹ cái chơi vui bộ giao hữu ha, cầu tử thượng luôn ha, say dữ ha. Cái gì sao đỡ? Thiên hương thọc giác. Sâm la quỷ dịch. Chúng ta giúp bạn một cây cái gì? Vũ xiang hỏa hoàng. Giỡn mặt. Ôi ôi, quýnh một quýnh một. Một quýnh một. Tôi là tôi không có năng thằng Đinh lên 25 luôn nha anh em, tại vì tôi không có định chơi luôn. Thiên hương thọc giác. Sâm la quỷ dịch. Thôi đủ rồi này. Hiếu nhất quá rồi. Hoàng quán tuân lệnh lưu hương. Ok. Ủa mà cái tem này sao nhiều nổ dữ thế nhỉ? Không, cái tem nó nhiều nổ là mình chịu không nổi đâu anh. Thiên hương học giá. Tem nó gì chứ, tem nó nhiều nổ là mình chịu không nổi đâu á. Sâm la quỷ dịch. Cái gì tôi ngút 13 nổ. Tuân lệnh lưu hương. Thiên hương học giá. Đồ tôi ngút 16 nổ sâm la quỷ dịch không vũ xiao hỏa hoàng tuân lệnh lưu hương khí thế tem long dịch này tem tàu lao à, ai chỉ không biểu tem à, rồi rồi tôi ngút nó 20 nổ đó, rồi rồi bích chừng nào mới hết mình làm nọ nổ rồi mình giết nó. Vũ xiao hỏa hoàng con nhỏ thì không có đam. Ăn bây giờ win top dưới lại luôn đẹp, win thua luôn top dưới không, nhưng mà làm thịt được top trên nha.
dưới là thua hơi nhiều. Chứ chẳng nào thua ổng hay sao. Bữa nay có đá mình còn thua thảm hại hơn nữa. Bữa nay có đá là mình còn thảm hại hơn nữa đó. Thì sao lên cấp 4 hay sao. 9 7 4 Chi quần. Cái này bữa hình như mình ăn. Thiên hương học gia. Quỷ thần quá kỷ. Thiên hương học gia. Thiên hương học gia. Vũ xiang hỏa hoàng. Nhiều thủ hồi xuân. Đỡn cao đó. Nói chung là cũng đau á, chứ không phải gì giỡn gì đâu. Thiên hương học gia. Được đó. Thiên hương học gia. Vũ xiang hỏa hoàng. Đau á, lòi mất tiêu con hộp luôn rồi kìa. Thằng cứu nói cái này đây. Thiên hương học gia. Team này đam con tàu diễm binh hơi bị nhiều quá. Thiên hương học gia. Thiên hương học gia. Diệu thủ hồi xuân. Vũ xiang hỏa hoàng. Thiên hương học gia. Thiên hương học gia. Thiên hương hồng nhan. Vũ xiang hỏa hoàng. Nghĩa một lát thôi nha. Ta chê cũng dễ vậy. Tốt dễ chứ lộn. Thiên hương học gia. Tài đỡ. Thiên hương gì mà đỡ được. Vũ xiang hỏa hoàng. Ủa quán. Tồi ơi nó nghĩa. Nó như con cá chốt nó nghĩa. Nó nghĩa một lát thì cũng vui. Chết mẹ thôi. Có gì mà quýnh thấy ghê không nội. Thiên hương học gia. Vũ xiang hỏa hoàng. Quà quản cái nữa nè. Đâu đâu nó chơi cưng. Tại mình ship 3 chứ hơi lỗi. Chuyển xuống dưới. Thiên hương học gia. Thiên hương học gia. Vũ xiang hỏa hoàng. Rồi mất tiền đâm chính rồi. Mình ship hai lỗi với đam kia hơi nhiều. Lưỡi bố công nhận không có khiên nó quýnh. Thiên hương học gia. Cao thiệt. Vũ xiang hỏa hoàng. Sao mà đỡ cho được. Mình nói chứ win được ngông chứ sao mà không mà thua được đúng không. Có danh dự. Lấy game mà gọi là game danh dự chứ. Rồi bữa nay thì mình bổ sung chỉ là bổ sung đam gọi là đam cho con đam chính thì không có nhiều anh em. Nói chung là bổ sung cho nó không được nhiều. Bổ sung cho con đam chính chỉ có một viên đá, hai viên đá thôi, cũng không có nhiều đam. Rồi xin con men được món đỏ. Ừ, rồi cái cẩm nang này thì mình chỉ có xài được nha. Chứ giờ lấy gì cẩm nang điển vi chứ lấy gì. Ăn chưa có, giờ đợi sự kiện kia mình mở cái một lấy còn cẩm nang cái một luôn. Đợi sự kiện quá hình mà nó ra rồi thì mình cái một chứ không có đợi chờ gì nữa. Xét lại cái đi là tầm tiền luôn. Hình như là dòng sau là tới rồi đó. Dòng sau. Dòng này là dòng tàu, dòng sau là thấy biến hình thì phải. Đó không lầm. Nhưng là ở trên cái sự kiện hẹn giờ nên nó không còn để nữa thì phải. À, vẫn còn để này nha. 9 ngày nữa. 9 ngày nữa là đợt 2 nó ra là ngày thứ 30 của server. Ủa, đâu phải 9 ngày, bữa nay là ngày 25 rồi còn có 5 ngày nữa thôi. Và một dòng 1, 2, 3, 4, 5 ngày là mình sẽ chơi được sự kiện thay biến hình kim nha anh em. Anh em nhớ hóng nha, coi nhân phẩm của tôi nổ mấy cọng lông đỏ ở đây. Nói chung là bây giờ để cũng nhiều rồi đó, 300 mấy gần 400 cái rồi chứ không ít. 300 mấy cái rồi, ý không có sự kiện nha, có sự kiện giờ là gần 500 cái luôn rồi đó. Gần 500 cái thẻ quy quyền bất quái nè. Còn mấy cái phù tôi chuẩn bị sẵn hết trơn nè, chỉ cần đủ cấp là đổi thôi. Bây giờ chưa có đủ cấp cho nên mình chưa đổi được. Mới có một lệnh thì cũng chưa có tới đâu ha. Rồi thì video hôm nay cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo nha. Anh em đừng quên like và đăng ký kênh trước khi rời khỏi video nha anh em. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye anh em.